Sáng ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Hữu Điệp, 36 tuổi, trú tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cướp tài sản. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 9, Nguyễn Hữu Điệp thèm ma túy nhưng không có tiền mua nên có ý định cướp tài sản của người đi đường. Lúc này, Điệp chuẩn bị một con dao dài 20cm bọc trong tờ báo bỏ vào túi rồi điều khiển xe máy qua thôn Bình Dương, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, thì tháo biển kiểm soát xe cất vào trong cốp rồi tiếp tục đi đến thị trấn Cẩm Xuyên. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi Điệp đi từ bến xe huyện Cẩm Xuyên đến đèn đỏ ngã tư chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, thì nhìn thấy chị NTH, 25 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, điều khiển xe máy có đeo túi xách nên Điệp bám theo. Khi chị này đi qua cầu kênh ở cánh đồng hướng về xã Yên Hòa, Điệp điều khiển xe vượt lên, áp sát xe nạn nhân và hỏi đường về Thiên Cầm đi đường nào. Đồng thời, Điệp cho xe ép vào đầu xe của nạn nhân, buộc chị dừng xe lại. Lúc này, Điệp lấy dao từ trong túi ra chĩa thẳng người chị H và nói đưa tiền. Nạn nhân liền xuống xe bỏ chạy và bị ngã. Điệp cầm dao đâm vào người chị H khiến chị bị thương ở cánh tay và lưng, sau đó nhặt túi xách bỏ chạy về quốc lộ 15B. Điệp cướp số tiền hơn 1,8 triệu đồng, một chiếc điện thoại iPhone 11. Đến 23 giờ ngày 11 tháng 9, Điệp bắt xe khách vào tỉnh Đồng Nai và ở tại nhà trọ của anh chị ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đến tối ngày 15 tháng 9, Điệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại xã Phước Thiền về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Điệp về hành vi cướp tài sản.